đây. Bây giờ là chưa có 3G nhé. Thì các bạn vào cài đặt này. Cài đặt nâng cao là phần này. Bút xuống, làm cuối cùng. Anh tắt đi thì anh cũng vào mo đây. Chọn cái phần mo này. Đây, tiếp, chọn tiếp phần này. Ấn menu, new APN. Bây giờ mình đang dùng nhà mạng Viettel này. Các nhà mạng khác thì làm tương tự. Nó chỉ quan trọng nhất là cái APN này thôi. Đấy. Còn các bạn dùng Vina thì APN chỉ cần sửa cái APN này thành đây. Đấy, Vina và phần tên này thì đổi là Vina. Viettel Vina Việt Nam Mobile này thì là đây. Thì các bạn chỉ cần internet. Ok. Và bây giờ mình dùng Viettel thì mình làm lại. Viettel thì V trừ internet. Xong khi mà xong phần này thì các bạn ấn lưu này. Đấy, lưu lại. Đấy, kích hoạt lên. Đấy, đã lên 3G. Đợi một lúc thì nó sẽ lên 4G. Rồi, như thế là xong. Còn cách lắp SIM thì đây. Ở bên cạnh này. Đấy, các bạn cậy cái này ra. Kéo đây, kéo cái khay ra. Cho móng tay kéo khay ra. Đấy. Thế thôi.